Để mình vô clip hai phần hàng máy anh em nha. Rồi, cây này là cây số 10 18, cây số 18 là một cái cưa của thằng Tô Qua là lưỡi 380, 382. Đó. Còn lưỡi thì ngon lành cành đào anh em nha. Đó. Lưỡi lưỡi thép gió. Lưỡi thép gió anh em em. Rồi, test máy. Để mình tặng cho anh em thêm một lưỡi nữa, lưỡi thép gió để xay cua, thêm thép gió anh em xài hai lưỡi là vẫn hơn, hay hơn nha. Để mình tặng thêm một cái lưỡi xay cua vô cái máy đó nữa. Rồi, máy cắt bàn. Cái này ngon lành rồi. Rồi, lưỡi lưỡi 382. Tặng thêm một lưỡi nữa. Rồi, giá em nó là 1,1 triệu anh em nha. Tặng thêm một cái lưỡi thép giá cho anh em nữa, xe cua 18, giá nó là 1,1 triệu. Tất cả hàng của mình đều chuyển khoản bao ship, ship có các bạn tự trả tiền ship. Câu thần chú truyền thống là như vậy. Lưỡi bao nhiêu đây? Lưỡi 382. Còn lưỡi lưỡi 335, lưỡi lưỡi hợp kim anh em nha. Đấy. Rồi, cái thằng này của Hitachi, ngoại hình đẹp lắm anh em. Rồi, quốc cưa bàn cái đồ gì cũng được hết. Đó. Đấy, lưỡi này là anh em mà tha hồ mà xài rồi nha. Rồi hốt. Ngon lành cành đào hết. Rồi, quay qua đọc công suất cho anh em chút. Này của Hitachi anh em nha, lưỡi 335. Đó, lưỡi hợp kim ngon lành trong trong máy. Cái nào thiếp gió mà nó thiếp gió. Rồi, lưỡi 335. Công suất con này là 12A, dòng tua nó 2008, rồi machine chữ nhật hốt. Rồi em nó ra đi là 7,5 triệu. Có lưỡi hợp kim cho sẵn vô máy rồi anh em nha. Lưỡi 335 rồi 750.000. Rồi, một cái cưa trượt lưỡi 305. Lưỡi 305. Đó, lưỡi khủng khủng long bạo chúa nhất. Trên các đỉnh đèn đốm có đầy đủ anh em nha, đèn là mình làm lại. Đèn nó bị cháy rồi nên là nó tối lắm. Rồi mình và thay bóng lại cho anh em, ngon lành cành đào, anh em muốn chuyển đâu cũng được hết, đèn quắn vít hắt vai bên nào cũng được hết. Nó có cái nút chặn chặn cỡ, rồi trượt là trượt dấu trượt, ngã đầu hai mặt, xây mâm hai mặt, ngã đầu hai mặt, có đèn có đốm, lưỡi lưỡi khủng nhất là lưỡi 305. Tem thì tem phụ tem chính thì còn quá trời quá đất, có cái túi bụi trước luôn anh em nha. Đó, rồi trượt riết đây, trượt khô trước đây anh em thấy. Đó, giấu trượt luôn kìa, ngã đầu bên kia còn khó, chưa khó cả. Chung anh thợ mình đây mấy cái phần lớn, máy lớn cũng chưa có chuyện máy. Đó, nhưng mà máy mình đã kiểm tra rồi, đá sân khách thì ngon lắm, rượu thì uống coi như là không say. Rồi, ngã đầu hai mặt anh em nha. Đó, rồi lưỡi đẹp trong máy, lưỡi 305. Đó, mình bán lưỡi cưa anh em khỏi la rồi nha. Rồi, lưỡi máy này là nó là anh em về độ lại gạt te, gạt te là cái nắp che thôi chứ chẳng có gì ghê gớm hết, đó đơn giản với anh em thôi. Có là mình tặng cho anh em rồi chứ không, mình không có bàn cãi gì đâu. Đèn bật đèn lên anh em coi luôn. Đấy, đèn đèn này anh em xài phải ba người làm việc sát bên, rồi bóp cò, cá sởi đồng mềm, thắng thiết đầy đủ. Rồi, đó, thắng thiết bóp thêm vài cái nữa, máy ngon mà. Rồi, tem phụ tem chính là đầy đủ hết. Rồi, tắt đèn. Rồi, tem mạc của nó đây. Con này là 1430W, dòng tua con này là 3200, có khởi động mềm, điện 100V, lưỡi của nó là maximum là 305 anh em nha. Đó. Con này thì mình tặng cho anh em một cái lưỡi xay cua, bù cho cái gạt te của anh em không có. Đó. Xay mâm thì nhẹ nhàng. Con này là giấu trượt luôn, anh em rút về. Để thẳng rút về là không thấy trượt nữa, không thấy đi trượt. Đó, coi như là một cái cắt bàn thôi. Đó, còn chỉnh lưỡi cỡ thì đầy đủ hết. Cái này anh em bóp. Đó nha. Đó, nó là khởi động mềm, nó lên từ từ, nó làm để anh em phải giật mình. Rồi, em này là lưỡi 305, lưỡi trùm trong đó, anh em cứ thông thả mà xem khảo thị trường. Con này anh em mua mới là 24 triệu.
Bây giờ là con này thì mình để anh em 4 triệu thôi, bởi vì hàng đã qua sử dụng, hàng bãi nha anh em nha, lưỡi 305 đèn đốm đầy đủ 4 triệu đồng, không có gạt te nha anh em nha, lưỡi nâng cao, đầu ngỗng cao, cây số 20 này để anh em giá 4 triệu là cưa trượt, ngã đầu hai mặt, xây mâm hai mặt, có đèn có đốm có cỡ phụ là lung tung đó. Rồi một cái cưa trượt lưỡi 216 để test luôn cho nó khỏi, giờ ngã đầu một mặt, lưỡi đẹp trong máy, huy đi chi, ngoại hình con này không bàn cãi nha anh em nha, ngoại hình con này không bao giờ bàn cãi được, nó mới hết 95% rồi, ti trượt vẫn còn màu, mà màu trắng nè đó, cỡ kiết âm trong máy thắng thiết rồi, nếu như khỏi bàn cãi, tem thì còn rất nhiều, nói chung hai cây cưa trượt không có con nào mà chê được đấy. Con này thì đẹp, đẹp từ từ trong ruột đẹp ra luôn anh em nha, đẹp mà đẹp truyền thống luôn á, con này đẹp truyền thống luôn đó, còn hai ti trượt luôn anh em nha. Nói chung xây mâm ngã đầu thì nói chung là tẹt ra, nó còn nhẹ hiu, nó còn bởi vì nó còn mới. Rồi quảng cáo theo lời người quảng cáo bán hàng, sai người quảng cáo phải chịu trách nhiệm anh em nha. Rồi con này mình để anh em với tổng thiệt hại với giá 2.400.000 đồng, chuyển khoản được bao ship, ship có các bạn tự trả tiền ship, nó đẹp từ trong nguồn gốc đẹp ra, lưỡi 216 của Hitachi anh em nha, tem thì còn rất nhiều, lưỡi thì khỏi bao, bao lưỡi anh em nha. Nhà mình bán lưỡi cưa thì anh em rồi mua hàng của mình, sau này anh em không có lưỡi cưa alo mình tiếng, mình tìm trong vòng 3 ngày hoặc 5 ngày, mà mùa này chưa hứa được. Bao nhiêu? 2.500.000, 2.400.000 đó, lưỡi 216 của Hitachi, tem mặt còn rất là nhiều đó, ngoại hình nè không bàn cãi đâu được anh em nha, tem nè đó, mã nó là C8FB đấy, lưỡi 216 điện 100V, rồi hốt bạc. Rồi con này là lưỡi 382 gì đó, là của thằng 382, cưa góc bàn, gọi là cưa góc bàn của Makita, cái lưỡi cưa đó là chữ Makita zin luôn, zin theo máy hết, hàng này là hàng zin hết anh em nha, ngoại hình thì cũng không bàn cãi, xây mâm thì nhẹ đúng không, những cái loại lớn này là không bao giờ ngã đầu anh em nha, anh em phải cân nhắc điều đó, 380 là không bao giờ có ngã đầu, chỉ xây mâm hai mặt, trước đà ở dưới còn rõ, cho những người lớn tuổi qua làm việc vẫn được, xây mâm ngã đầu không có, xây mâm thì được, ngã đầu không có, nguyên zin nó là như vậy của Makita. Thắng thiết đầy đủ. Rồi test máy. Rồi ok. Rồi. Cây này mình để cho anh em với giá là 2.200.000 đồng của Makita, hàng zin, còn mới, còn đẹp. Hàng của mình không có bung, không vệ sinh rồi chiếc gì, nó đẹp là bán đẹp bằng 6 bán 6 à, bởi vì mà không có đủ thời gian anh em à. Rồi. Một cái cắt sắt lưỡi 305, 355 chứ không phải 305. À em sorry, còn một cái lưỡi trong đó. Đây của Hitachi, lưỡi 355, mát zin chữ Nhật, sản xuất năm 1999. Rồi gạt te gạt tiết đầy đủ, rồi có xoay 45 độ bên đây đầy đủ. Lưỡi zin còn được 70%. Máy anh em mà nghe cái tiếng máy chạy là biết ngon rồi. Lưỡi đó là lưỡi zin theo máy, nhưng nó xài hết 30%, chỉ còn được 70%, anh em về xài tạm cũng được thời gian nha. Còn mình có là mình tặng anh em liền, chứ mình không có tiếc, bởi vì anh em là khách hàng của mình, mình phải bảo vệ anh em. Cây số 23. Rồi đúng rồi, cây số 22 là cây cưa góc bàn lưỡi 380, cây số 23 là cây cắt sắt. Cây này là lưỡi 355, nó to hơn là cây hôm qua mình bán là 305. Thì cái giá con này thì nó là 1.150.000, 1.150.000, để hợp đàng hoàng anh em nha. Đấy, để hợp đàng hoàng. Còn cái lưỡi zin theo máy trong đó mình cắt được thời gian đó. Rồi, 1.150.000. Rồi tiếp tục. Cắt sắt Shindawa mini cầm tay lưỡi 180. Makita mà. Rồi. Đó, con này là lưỡi, nó là lưỡi 185 là maximum, 185. Công suất con này là 14A. 1.330W. Đó. Dòng tua con này là 3.500 dòng trên 1 phút. Makita, mát chữ Nhật. Này Japan chứ, điều nó xù xì rồi trên Japan á.
Thằng này thằng Makita, lưỡi thì không còn bằng cả anh em nha, lưỡi không là đủ cái máy xị rồi. Nếu anh em mua mới lưỡi này không bằng máy của mình bán rồi, thật lòng mà nói như vậy. Tin tin này là chuyên về các sắt, các gỗ, nói chung nó cũng là phương tiện hết đó, nó đa phương tiện á, bỏ lưỡi gì là quốc lưỡi đó thôi. Rồi em ná ra đi với giá là 750.000 đồng. Rồi mài góc lưỡi 125 á, của cào bóp của thằng Makita, mã của nó là NGA5021C, lưỡi đá là lưỡi đá 125. Rồi ok vậy đây, made in chữ Nhật, có khởi động mềm, có nút giữ cò luôn, có đèn báo hiệu luôn, đời cao anh em nha. Rồi đó, bà lật lên coi cái nguồn đèn đó, à, cắm điện vô là lên đèn anh em nha, còn rút điện ra là thôi, cắm điện vô lên đèn là biết mà điện đã vô trong máy, bóp cò không chạy nữa, đi vô diện biểu tàng nha, bởi vì nó cắm lên nguồn rồi. Rồi máy thì nếu như mình lục có đắp chụp thì mình sẽ tặng cho anh em, không có thì như vậy thôi. Rồi cây số 25, giá em nó là 6 xị, bởi vì có nó cái gạt te, gạt te cái lớp chụp, bởi vì mình lục cá lưỡi này là mình hiếm cho nên mình chưa có cái gạt te đó. Còn anh em mua vậy á, nếu có lục cá thì mình tặng, không có thì thôi, đừng oán trách như mình sẽ nói trước rồi. Rồi này lưỡi 180, lưỡi 180 của thằng Hitachi, tay cầm tay đồ đầy đủ, gạt te rất đầy đủ, tặng cho anh em một cái lưỡi cắt bê tông trong máy luôn đó anh em, về xử lý. Rồi để cho anh em với giá 6.5 thôi, cái lưỡi này đáng giá cũng hết trăm mấy rồi, nếu hàng phải bán ngon lành cành đào, tay cầm tay nắm đầy đủ, có nút chốt rubik để giữ lưỡi luôn anh em nha. Rồi con số 26 em đã đi với giá 650.000, lưỡi 180, còn thằng này là lưỡi 125 cò bóp, lưỡi mài góc lưỡi 180. Rồi bu lăng Makita, đầu 1/2 margin chữ Nhật, đầu cứng ngon, này là margin chữ Nhật anh em nha, em công suất margin Japan nhưng không chữ Nhật, margin Japan đây TW0350, con này là 2000 vòng trên một phút. Rồi này đập mạnh anh em nha, con này là 4.2A, tương đương với 400W. Rồi thân to hốt, đề mạnh tét kỹ, đỡ chiều lên xuống. Rồi ok, con này là giá trị em nói ra đi với giá là 750.000 đồng, đầu 1/2 anh em nha, cây số 27. Rồi 7.5, rồi cây số 28 là một cái con đục của Hitachi, bên R42 và gì đó, BH42 gì đó. Rồi máy gồm một mũi lục và một mũi khoan. Rồi test máy, cái này mà bữa mình bắt nóng lạnh bằng máy đây nè, mình khoan ở tường nhà mình đây nè anh em, xài được tốt hết. Rồi hốt rồi, thôi được rồi, vậy thôi, búa đập vậy là anh em bỏ mũi đục nó được, tự đục bỏ mũi khoan tự khoan. Rồi em nói đi là một máy, một mũi khoan và một mũi đục, giá 950. Cây số 28, 950.000. Rồi cây số 29 là một cây đột ton, đột được 6 ly đổ xuống anh em nha, không có đột được quá 6 ly, cái được 6 ly đổ xuống anh em ủi thôi đó, cái cỡ nó 6 ly là anh em bút thôi. Rồi lấy cái miếng nhỏ nhỏ cái test cho anh em, bật máy lên là test khô vô thôi anh em, bật công tắc là bật ở giữa. Rồi quốc, ngọt ngào, rồi nó ra là rất là ngọt ngào anh em, là xài được là 6 ly đổ xuống thôi nha anh em nha, đặt ngược lên cái lưỡi rồi coi, 6 ly đổ xuống thôi, nói chung là cái kẻ nó vô bao nhiêu là nó quất bao nhiêu. Rồi em đã ra đi với giá là 1.4 triệu, cái số 29, đột toan, đột toan lớn 6 ly, hơi 4.5 ly gì đó. Rồi còn đây là đục mộng xích anh em nha, đục mộng xích đấy,
đầy đủ của Makita, chữ M kìa, đó, của Makita. Đấy. Rồi. 10A, công suất 10A. Rồi, công suất 10A, rồi hốt lục bằng xích này đầy đủ, đẩy ngang, đẩy dọc, đẩy tới, đẩy lui, rồi nhấn ấn gì lung tung, đầy đủ anh em nha, hốt. Rồi. Con này để anh em với giá 1,2 triệu, đục mỏng xích anh em nha, đục mỏng xích. Có đồ kẹp gỗ ở dưới đầy đủ, nói chung là hàng chất lượng rồi, nói chung đầy đủ hết rồi. Rồi, cây này cây số 30, để anh em với giá 1,2 triệu, đục mỏng xích. Rồi, cây số chốt hạ là cây số 31, là cây con từ. Đó, bật lửa cưa, đặt lên lửa cưa kìa. Đó, để nó hít lửa cưa mới thành công. Rồi gắm điện là nó xài điện 100V, 110V hết anh nha, không có hàng điện 220. Anh em về cắm nó kêu rột là đi luôn. Thằng này là của thằng Hitachi Tokyo Japan. Đấy. Đó. Đầu nó đầu 21 có gì đó, đầu 21 gì đó. Đó, cái con này anh em về nhét đầu gì đó nhét. Anh em cũng biết xài con từ rồi mà. Đó. Nó là 500 tự hít có bánh xe đẩy luôn anh em nha. Đó. Có bánh xe đẩy thông dụng. Con này nặng lắm anh em nha. Rồi test máy. Con này thì con gọi con lớn, đặt lửa chưa? Đặt lửa chưa nhưng hít con từ. Cắt đây rồi để lửa chưa test lại. Đó, đặt lửa cưa nó hít cái con từ, hít lửa cưa lên mới được. Đó, anh em thấy không? Đó, nó hít. Giờ bật máy lên là test tiếp. Rồi. Đó. Giờ hít lửa cưa nè. Anh em thấy nó hít lửa cưa không? Đấy. Nhả, hít. Đó. Cắt từ này. Cắt từ, có hai con tắc, cắt từ tắc mở anh em nha. Cái con này là con loại lớn, con loại nhỏ là mình bán con này á, nếu anh em mua ra thị trường mua thì nằm giá là gần 70 triệu đồng. Mình nói thật lòng mà nói, nếu hàng xách tay điện trăm vo luôn là con này anh em mua gần 70 triệu đồng. Bây giờ mình để anh em với giá 4 triệu. Anh em tham khảo giá nha. Đó. Con này thì nặng cỡ 30 kg hoặc hơn 30 kg. Rồi cái số 31 là cái con từ. Giá em nói là 4 triệu chẵn. Tất cả hàng mình đều chuyển khoản bao ship, ship có các bạn tự trả tiền ship. Anh em mua hàng thì điện thoại số 40 cuối, Phan Ánh, đó là em gái mình. Rồi còn anh em mà mua số lượng nhiều á thì phải đặt cọc thẻ cào, mệnh giá từ theo lòng tùy lòng hảo tâm. Rồi vậy thôi. Anh em mua hàng biết rồi, nhà mình hàng hóa thì báo giá trời. Hàng pin, hàng điện kệ kiếp của mình đây. Đó. Rồi chào anh em, chúc anh em đừng đi cách ly ở nhà mua hàng với mình nha. Đi cách ly khổ lắm. Rồi, bye, see you again.